Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tâm Đức Cycle nha. Thì bữa nay em trông thấy, cảm thấy trong người là nó tràn trề sức sống, năng lượng nó lên quá. Nên là mang con xe này ra vứt cho mọi người cùng xem. Thì đây là cái dòng Canai Amor. Thì cái mẫu này là bên em vừa về luôn. Thật ra về thì cũng được 2-3 hôm rồi, nhưng mà hôm nay mới lắp lên, có cái thời gian mà lắp lên, chưa gá cái cổ vô luôn. Thì lắp lên cho mọi người cùng xem. Thì cái dòng này em thấy là cực kỳ đẹp nha, cực kỳ đẹp luôn. Bên em có mẫu Atis 03 nữa, nhưng mà cái mẫu đó thì không đẹp bằng cái con Canai Amor này. Thì hôm sau em sẽ làm cái clip mà để so sánh hai con xe này cho mọi người tham khảo sau nha. Còn bây giờ sẽ nói về cấu hình cũng như là những cái ưu điểm của con xe này trước, để cho mọi người nào mà có ý định mua một con xe để đi làm bất động sản á, thì giá con này đi là nó cực kỳ là doanh nhân luôn, bao doanh nhân luôn. Rồi ok, vô nha. Đó, con này thì sử dụng cùi đè trước đi. Thì cùi đề trước là của Shimano tuần này nè. Đó, cùi đề sau cũng vậy, y chang. Mẫu này thì sử dụng 3 đĩa 8 lít nha mọi người. Dòng này thì ghi đông vô tan rồi, khung sườn là được sử dụng là khung sườn nhôm hết rồi. Đó. Một cái điểm đặc biệt của con xe này á thì cái màu sơn của nó mọi người ạ, là cái màu sơn, cái chất sơn của nó thì nó vừa nhám nè, nhưng mà mình sờ vào cảm giác thì rất là mịn. Nó rất là mịn nha. Cái chất sơn của nó thì mọi người nhìn thực tế ngoài á, nếu mọi người có cơ hội thì tới showroom để mình mà nhìn cái màu sơn của con này. Thì cái màu sơn của con này nó là cái dòng xe dưới 7 triệu thôi, nhưng mà cái chất sơn của nó thì như là những con xe mà Giant 100 mấy triệu á. Em nhìn vô hai cái màu sơn y đúc nhau luôn. Đó, đặc điểm nổi trội nha. Rồi, các cái chi tiết nhỏ của cái xe Canai Amor này nè thì được thiết kế rất là tỉ mỉ. Những cái đường nối dây âm sườn này mọi người thì Canai người ta thiết kế rất là chi tiết luôn, chứ không phải sơ sài, mặc dù là một dòng xe dưới 7 triệu thôi. Ok ha. Rồi, trên này thì chúng ta có một cái lốp lớn. Lốp này thì chúng ta có thể đi nhiều địa hình nè. Rồi đất đai, đi xem đất xem đai, dẫn khách hàng đi xem đất xem đai là được hết. Đó, lốp này là bao nhiêu đây? Mẫu này là sử dụng lốp 728C nha mọi người. Mẫu lốp này thì là sử dụng lốp của Kenda. Ở đây chúng ta cũng có là một cái vân nè. Cái lốp này thì cực kỳ là bám đường rồi. Mọi người đi trong cái đường đất mà xình lầy một xíu thì cũng ok luôn. Thì cái dè này nó sẽ trắng bùn cho mọi người, khỏi phải sợ mà văng lên sình áo vét này nọ ha. Ok, rồi. Phía sau này thì chúng ta cũng có một cái ba ga. Thì cái ba ga này thì mọi người có thể chở thêm vài cái sắp sổ đỏ nè, rồi hợp đồng này nọ, lâu lâu mình chở thêm tiền cũng được luôn ha. Đó. Xe thì cũng có trang bị cho mình một cái pedal. Pedal này thì pedal cũng tạm ổn thôi, nhưng mà xài được. Đó. Ở đây thì nó có mấy cái gai nè, thì mình mang giày hay là ấy thì nó không có sợ bị trơn trượt ha. Rồi, thì rồi phía sau còn gì nữa không? À, mẫu này thì được sử dụng là thắng đĩa cơ. Rồi, đây em quay qua cho mọi người xem nè. Thắng đĩa cơ nha mọi người. Đó. Đây, phần sau thắng đĩa cơ nè. Thì cảm giác mà mình thắng á, thì cái hành trình thắng rất là ngắn. Thứ nhất là rất là ngắn nha, nhưng mà thứ hai là cực kỳ nhẹ luôn, nó không quá, không phải dùng quá là nhiều lực đi để mà thắng nó lại. Rồi, thắng đĩa cơ nha mọi người. Ok. Một cái chi tiết nữa thì ví dụ như một cái ba ga này nha mọi người chở tiền nha, thì chở chỉ được 25kg đổ lại thôi nha mọi người, đừng chở quá thì cái ba ga này nó không bền theo thời gian đâu. Rồi vậy thôi. Ok, thì cái mẫu này đang có giá là 6.900.000. Thì anh chị nào mà đang quan tâm đến những cái dòng đi chở tiền như thế này á, thì có thể liên hệ Tâm Đức Cycle nha. Rồi, cái clip này em chỉ giới thiệu sơ về cái mẫu Canai Amor này, cũng như những cái đặc điểm nổi trội của con xe, để cho mọi người cùng tham khảo cái cấu hình thôi. Rồi, video này em xin kết thúc tại đây. Xin chào, hẹn gặp mọi người ở video lần sau. Bye bye.